Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng, nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn nhưng tình duyên lận đận cô đơn tuổi xế chiều. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ thanh sắc vẹn toàn của nhà hát tuổi trẻ. Chị tham gia cả ba lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và trong lĩnh vực nào cũng tạo được dấu ấn riêng. Minh Hằng sinh năm 1964, chị tốt nghiệp khoa sân khấu kịch nói và làm việc tại nhà hát tuổi trẻ vào năm 1983. Minh Hằng là nữ nghệ sĩ tiêu biểu của nhà hát tuổi trẻ. Chị từng tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng, cô hầu Nicole, trưởng giả Học Làm Sang, Điều Không Thể Mất. Năm 1992, Minh Hằng là đại biểu duy nhất của Việt Nam đi dự đại hội quốc tế tổ chức tại Kenya, Châu Phi với hơn 20 nước trên thế giới tham dự hội thảo sân khấu dành cho khán giả trẻ, sân khấu vì thế hệ trẻ. Năm 1993, Minh Hằng được bầu chọn là một trong năm diễn viên xuất sắc nhất toàn quốc do tạp chí sân khấu tổ chức. Năm 1995, chị đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vở Vũ Như Tô vai Thiện Nhiên. Năm 1997, Minh Hằng đi dự festival tại Bắc Kinh, Trung Quốc và được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. 22 năm sau, Minh Hằng chính thức được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2019. Đối với điện ảnh, Minh Hằng xuất hiện trong nhiều vai diễn của các bộ phim nổi tiếng Người Hùng Râu Quặp, Ghen, Gió Qua Miền Tối Sáng, Người Hà Nội, Những Nhân Viên Gương Mẫu, Trở Về Giữa Yêu Thương. Đặc biệt, Minh Hằng còn được công chúng nhớ tới qua những vai diễn Táo Giáo Dục, Táo Điện Lực, Táo Văn Hóa Xã Hội của series Táo Quân VTV. Có thể nói, trong suốt gần 4 thập kỷ qua, Minh Hằng luôn sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh nước nhà. Thời trẻ nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng khiến bao người say đắm bởi vẻ đẹp sắc sảo đầy nữ tính, đặc biệt là ánh mắt như dao câu và nụ cười mê hồn. Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng nhưng nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng lại có đường tình duyên khá lận đận. Lấy chồng năm 21 tuổi, cuộc hôn nhân ấy cũng đã sớm đổ vỡ và họ còn chưa kịp có con. Minh Hằng đã sống một mình 25 năm, đi về lẻ bóng trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy. Thời gian rảnh, thay vì đi nhảy đầm như người ta rủ rê, tôi lao vào học tiếng Anh tự học là chính. Tôi nhận dịch thuê cho báo An ninh Thế giới ở chuyên mục Tin báo qua các thời đại. Dịch toét mắt ra cứ thế, vốn tiếng Anh của tôi khá lên. Bây giờ nếu ra nước ngoài, tôi tự tin mình không lạc cũng không ngại ngần gì, sống một mình cũng hạnh phúc. Sau đó, người đàn ông thứ hai xuất hiện trong cuộc đời Minh Hằng, cũng đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, kiên trì bám trụ theo đuổi cô ròng rã 8 năm trời. Nữ nghệ sĩ chia sẻ ở tuổi xế chiều lại là người từng đổ vỡ. Chị băn khoăn rất nhiều trước quyết định làm vợ của tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ. Chị sợ đổ vỡ, sợ không còn cơ hội làm lại nếu không suy nghĩ chín chắn. Cuối cùng, Minh Hằng cũng nhận lời để đến với cuộc hôn nhân này khi đã bước sang U50. Chồng hiện tại của Minh Hằng là một tiến sĩ toán học. Sau nhiều tổn thương, cô chỉ mong bình an, hạnh phúc và được yêu thương là đủ. Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20 tháng 10, khi mình còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng mình rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ. Cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn, cô bày tỏ. Chia sẻ về người đàn ông chị lựa chọn, nương nhờ ở tuổi xế chiều, Minh Hằng khẳng định chị chẳng chê anh ở điểm nào. Mặc dù không hiểu về lĩnh vực chồng nghiên cứu nhưng Minh Hằng biết rằng anh là người đàn ông tài giỏi vì dự án nào anh ấp ủ cũng thành công. Ngược lại, người ta thấy tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ chính là vị khán giả ủng hộ Minh Hằng và nhà hát tuổi trẻ rất nhiệt tình trong hàng chục năm qua. Sau khi về hưu, Minh Hằng lựa chọn cuộc sống an yên bên người chồng của mình. Chị ít chia sẻ về chồng nhưng lại thoải mái đăng ảnh về những khoảnh khắc an yên tự tại của mình ở căn nhà vùng ngoại ô. Nữ nghệ sĩ cũng tự tay chăm sóc cây cối, vườn tược, tự mình chuẩn bị cho chồng những bữa ăn. Dù không phải con mình sinh ra nhưng Minh Hằng vẫn đang vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cô cảm thấy mình may mắn khi các con riêng của chồng yêu thương mình như mẹ ruột. Trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân cùng 25 năm dài cô đơn, cứ ngỡ đây chính là khoảng thời gian nữ nghệ sĩ hưởng thụ trọn vẹn không khí của một gia đình. Thế nhưng biến cố lại đến với nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng khi tháng 3 2021 chồng chị qua đời ở tuổi 76 vì bạo bệnh. Sự ra đi của ông Nguyễn Huy Tuệ khiến cho nữ diễn viên 6X vô cùng buồn bã đau đớn. Đầu tháng 4 cùng năm, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng lại phải tiễn biệt bố ruột mất do tuổi cao sức yếu. Sau loạt biến cố không ai mong muốn, nữ diễn viên sống kín tiếng một thời gian, nhận được sự đồng viên của người nhà và đồng nghiệp. Hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng đã trở lại với công việc. Thi thoảng, đồng nghiệp trong showbiz và người hâm mộ thấy chị viết những dòng tản mạn trên trang cá nhân, bày tỏ nỗi nhớ dành cho người chồng của mình. Một ngày nào đó không còn anh bên cạnh, em hãy sống sao cho hạnh phúc. Em hạnh phúc chính là anh đang hạnh phúc nhớ anh. Minh Hằng nhớ lại ký ức với chồng. Hàng ngày nữ nghệ sĩ đi diễn nhưng đêm về thường trút bầu tâm sự bên máy thú cưng chị nuôi nhiều năm nay. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng cũng thường xuyên cùng với đạo diễn Nguyễn Lớp có những chuyến từ thiện cho trẻ em vùng cao. Mới đây chị vừa gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Nghệ sĩ Minh Hằng cảnh báo mọi người sau khi bị cướp giật đồ ở đoạn đường Đê La Thành, Hà Nội. Trên đường tới trường quay S14, đoạn qua đường La Thành, tôi nhờ vợ Nguyễn Lớp dừng lại để mua chiếc tủ gỗ nhỏ đựng trang sức. Định mua xong thì gọi ship về nhà, còn tôi đi quay luôn, ai ngờ. Bình thường tôi đi ô tô, hôm qua nghĩ phải vòng vèo mấy nơi, nên hai chị em di chuyển bằng xe máy cho tiện. Đang đứng ở cửa hàng thì tự nhiên có một người rất giống xe ôm, xông thẳng vào tôi. Trong tích tắc, người này đưa tay, giằng sợi dây chuyền tôi đang đeo rồi phóng xe đi mất. Tôi và vợ Nguyễn Lớp cứng họng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hô hoán được, cứ trần trần nhìn theo. Bình thường tôi không đeo dây chuyền vàng, sợi dây này được thầy ở
chùa Hương Trì Chú. Tôi đeo đi công việc để cảm giác luôn có Phật gia hộ và chồng quá cố đi theo, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng kể. Nghệ sĩ cho biết lẽ ra không chia sẻ việc này, nhưng sau khi biết chuyện, nhiều bạn bè làm trong ngành công an khuyên nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng nên công khai để cảnh báo mọi người.